thời có mà, xe tự chạy 40-50 luôn, muốn ủi người ta là ủi, kỳ cục vậy chứ. Anh trai ông nói là có khi là tự động nó lên ga luôn, chạy xe vô nhà chưa có kịp tắt chìa khóa là nó ủi vô cái tủ luôn, có khi đang đậu đèn xanh đèn đỏ là ủi người ta luôn. Mình sẽ kiểm tra cho anh trai coi cái nguyên nhân tại sao mà nó tự động lên ga như vậy. Đầu tiên thì mình sẽ đưa máy vô siêu âm nội soi xét nghiệm coi em nó bị ung thư chỗ nào mà tự nó lên ga nó ủi người ta. Mình sẽ kiểm tra cảm biến bướm ga TPS, cảm biến này nó rất là quan trọng khi mà nó chập chờn, lúc thì nó tự lên ga, lúc thì nó tự xuống ga, có khi mình lên ga nó cũng không hiểu luôn. Thì mình kiểm tra sơn cái là mình thấy nó báo lỗi TPS rồi anh em, nhưng mà muốn kiểm tra kỹ một lần nữa thì phải coi kỹ lại coi có đúng thật sự không, kiểm tra 2-3 lần cho nó chắc cú. Những cái nguyên nhân lên ga mà nó không đi là hầu như là do cảm biến bướm ga này. Sau khi xác định nguyên nhân chính xác xong thì mình thay chỉnh mỗi cảm biến bướm ga, anh sử dụng cảm biến đồ chơi chứ không có sử dụng cảm biến gì. Cảm biến gì nó đang bị cái nhược điểm là chết liên tục, cho nên là mình phải thay cảm biến đồ chơi này để được bảo hành, chứ mình thay cảm biến zin ngoài Honda xé bịch gắn vô mà nó bị hư nữa là hoàn toàn không có được bảo hành gì hết. Cho nên mình muốn chắc cú nhất mình xài những cái loại cảm biến đồ chơi này để mình bảo hành cho anh em 6 tháng. Nếu nó có lỗi trục trặc mình sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em cái khác, đổi mới 100%. Sau khi xử lý xong về cái phần cảm biến, kiểm tra cho anh trai về phần lắp, anh trai nói cái phần lắp dẫn bộ nó kêu gồ gồ rất là lớn, nhưng mà cái dẫn bộ kêu gồ gồ nó sẽ có hai nguyên nhân, một là bị xào bề đạn lắp, hai là xào bề đạn muli. Mình muốn chắc cú nhất là mình sẽ tháo nguyên cái bộ nồi ra để mình quay thử bánh coi nó có kêu gồ gồ không. Nếu không có cái nồi quay bánh im gu thì xác định nguyên nhân là nó kêu bề đạn muli. Sẵn đó trong quá trình tháo dỡ thì anh trai cũng yêu cầu mình vệ sinh cái nồi, kiểm tra cơ bản cái món nào hư hỏng hao mòn thì khắc phục lại cho ảnh, cái nào khắc phục được thì khắc phục. Mình hỏi ảnh là bây giờ khắc phục là hai mới hết hay sao anh, cái anh nói đâu có em, cái nào mà sửa chữa lại được thì sửa chữa thôi chứ đừng có thay, mày thay hết là anh nghèo luôn á. Đầu tiên trong cái nồi quan trọng nhất là cọng dây ogơ, thì mình thấy cọng dây này nó cũng hơi nứt nứt gạn gạn rồi, nhưng mà cũng còn ok, nhìn nó nứt nứt vậy thôi nhưng mà đi khoảng chừng 15-20 ngàn cây luôn, không phải là nứt nứt như vậy là dục lên. Sau đó tiến hành tháo phần chén bi ra, kiểm tra về phần bi nồi, dở ra một cái bi nồi còn đẹp quá trời, vậy là tính thuốc thay bi thất bại. Kiểm tra về phần mặt nhôm, mình thấy cặp mặt nhôm này nó cũng lúng khuyết rất là nhiều, anh em nhìn kỹ phần mặt nhôm nó có một cái độ hõm xuống rất là nhiều. Mình có đưa ra hai phương án, một là thay mới, hai là tận dụng lại vớt là một bát là sử dụng lại tiếp. Nhưng mà nhìn sơ thì mình thấy cặp mặt nhôm này nó cũng còn rất là dày, mình sẽ đưa phương án gia công vớt lại phần mặt nhôm này để sử dụng lại tối đa, chạy cho tới khi thay cùng dây ogơ thì thay luôn cả cặp mặt nhôm này mới luôn là ok, tiết kiệm được phần nào hay phần đó. Sau khi tháo cái nồi ra thì bắt đầu kiểm tra quay cái bánh coi nó có kêu gồ gồ không, nhưng mà đi im gu anh em ơi. Nhưng khi thả cái bu ly vô quay cái bánh một cái kêu chấn động như anh em vừa nghe, thì nó kêu là nó kêu cái gì, anh nhìn kỹ vô trong cái lỗ nè, nó có hai cái bạc đạn. Tiếng kêu chấn động hồi nãy là do hai cái bạc đạn này nó kêu, cái tiếng kêu này rất là dễ bị thuốc, không tháo ra trực tiếp quay cái bánh như vậy thả một cái là kêu bạc đạn láp nè, là chết luôn nha anh em, tốn tiền triệu chứ không phải dẫn chơi đâu. Kế tiếp thì mình kiểm tra về phần chuông bố ba càng, cái chuông này nó cũng có một cái độ khuyết nhất định rồi, nhưng mà mình thấy nó cũng còn được, mình sẽ vệ sinh xử lý nhám lại cho nó hết những cái đường khuyết này là xài tiếp. Cụm bố ba càng là còn về cui rất là ok, cần vệ sinh sạch sẽ vô mỡ bò những cái trụ ba càng là lụm lúa. Tiến hành gia công và mặt nhôm lại cho anh trai là tiết kiệm chi phí, hầu như là đăng mấy clip lên mà nói về vấn đề mà vớt mặt nhôm nè, tận dụng chi phí tối đa nè, thì nhiều cha sẽ đi vô nói hai cặp mặt nhôm chỉ có 400 mấy ngàn, còn có cha thì đi vô nói cặp mặt nhôm có 200 mấy ngàn, sao không thay luôn, tính tiền cho nó ngọt mà vớt là chi 200 mấy ngàn, chạy về bữa nó xúc cái bạc ở trong ra là báo đời báo kiếp luôn. Cho nên cái mặt nhôm này mình thấy còn xử lý lại được á, mình sẽ xử lý cho anh em xài thêm được 20-30 ngàn cây, đỡ được phần nào hay phần đó. Đụng tới là đòi thay, đụng tới là đòi thay. Đỡ mình á thì mình có máy tiện, cho nên là mình cứ đè vô mình làm. Thí dụ mà mình vớt xong mình thấy nó mỏng quá thì mình yêu cầu thay, còn ok xài được thì vẫn gấp vô xài tiếp. Mấy cái mặt nhôm này nó mòn thì mòn, nhưng nó mòn tối đa dữ lắm chừng 5 gem một ly hà, cho nên mình vớt thẳng là một bát mình sử dụng lại được thêm 20-30 ngàn cây nữa. Khi nào mà anh em có điều kiện hoặc là cái lần sau bảo dưỡng thì thay cái mặt nhôm rồi mới. Còn mấy anh em nào mà thánh thay có thay ra mà còn dư lõm lõm như vậy thì bán rẻ cho mình đi, để mình hỗ trợ cho những gia đình mà người ta khó khăn. Gặp hoài à, hầu như người ta khó khăn, mình vô mình lục đồ cũ vậy nè, mình vớt lại một bát mình tặng cho người ta luôn. Sau khi làm xong gia công phần mặt nhôm nó láng bóng luôn, y như mới luôn. Đơn giản như vậy thôi là tiết kiệm được 4 xị mấy. Vớt xong thì cái độ dày của mặt nhôm nó cũng còn rất là nhiều, phần ở trong gánh bi mình vệ sinh lại sạch sẽ, cánh quạt thì cũng vậy, bóng lưỡng vớt xong nó cũng còn rất là dày luôn, cho nên là đâu cần thiết phải thay đâu. Như cặp mặt nhôm của anh trai này đi ít nhất cũng phải được 30 ngàn cây nữa thì mới bỏ. Tới cái lần bảo dưỡng sau khi nào thay dây gogo thì thay luôn cả cặp mặt nhôm này luôn là ok rồi. Thì nãy mình cũng có báo là cũng phải 15-20 ngàn nữa mới thay công dây gogo. Sau khi mình thay bạc đạn uli xong sạch sẽ như mới, bây giờ tiến hành thả vô quay cái bánh là một lần nữa cho anh em nghe, nó còn kêu tiếng gồ 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 như đầu clip anh em nghe không ha. Cái bộ lắp là nó im ru rồi anh em ơi, nó không có kêu gì hết á.
Rồi sau khi mình thay bài đèn xong mình thả vô thử cho anh em nghe nha. Đó, cũng vui nha. Hồi nãy đầu clip thì nó chỉ kêu bài đèn mua ly thôi nha anh em. Vậy mà anh chủ xe anh nói là kêu bộ lắp ghê lắm, lớn lắm. Hư là nó hư hai mặt đèn thôi. Xong, máy tô phở là giải quyết cho anh trai về cái vấn đề kêu gồ gồ. Xác định nguyên nhân chính xác, tiết kiệm chi phí nhất tối đa. Cảm ơn anh em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa, khắc phục, bảo dưỡng thì cứ liên hệ cho mình. Mình ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em ơi.